La 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 la. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì mình chính là Phong Cận TV đẹp trai nhất vũ trụ thế giới điện ảnh đây. Thì hôm nay nè, Phong Cận đẹp trai sẽ tiếp tục quay thêm một video mini quiz mới cho các bạn xem nha. Thì hôm nay các bạn ơi, mình đã vào trong ngôi làng Hero Team nè. Đã rất là lâu rồi mình chưa vào lại làng Hero Team, cho nên là hôm nay mình quyết định quay trở lại làng Hero Team để quay video tiếp tục cho anh em xem đây. Nhưng mà sáng giờ thì mình thấy là chưa có ai trong làng Hero Team hết. Đi vòng 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 đây không thấy ai hết các bạn ơi. Trời ơi trời, không biết có ai trong làng không ta. Để mình xem coi, bây giờ mình sẽ xem coi cái danh sách coi có ai trong làng không nha. Để xem nha. Ui, có anh Dịch với lại là Kairon nữa bạn ơi. Hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi kêu anh Dịch với Kairon gọi là quay clip cùng với mình nha bạn. Ok, ủa mà anh Dịch với Kairon đi đâu rồi ta? Ô, có anh Dịch với Kairon đang ngồi trong công viên kìa bạn. Ok, để mình lại mình chào hỏi cái nha. Ok. Trời, anh có kể thiệt với em không vậy? Làm gì mà quá chuyện nhìn kinh tởm vậy? Mặt anh là mặt anh nhìn uy tín không? Làm sao mà anh chào em được? Trời ơi, con đi nó cao, to, nó hú, nó cạp cái đầu em luôn. Cái gì mà ghê vậy? Ủa mấy bạn ơi, anh Dịch với Kairon đang nói cái chuyện gì mà sao nghe có vẻ gọi là nghiêm trọng quá ta? Cái gì mà cái con gì to rồi cạp cái đứt cái đầu, cái gì mà con gì nghe ghê vậy? Ok, để mình lại mình hỏi thử cái coi tiện hai người này ồn ào vậy. Ok, một khoan, quên, để mình hù hai người này cái chơi bạn ơi. Đúng rồi, hù. Ok ok, ôi khoan, nấp. Ok, nấp đằng sau cây nè. Chuẩn bị nha, 1 2 3. Trời ơi, hai người làm cái gì mà sáng sớm vô trong công viên ngồi y như một cặp tình nhân đang nói chuyện với nhau vậy? Thì tôi đang ngồi tâm sự thôi. Ủa, tâm sự cái gì mà nghe có vẻ gọi là kinh khủng quá. Nghe gì mà sợ rồi con quái vật gì mà to đùng, cái gì nghe ghê quá vậy? Ủa, có chuyện gì à? Kể cho em nghe chứ coi. Thôi, tôi đã không kể được ở ngoài đâu, kể ở ngoài là chết á. Cái gì đâu mà chết? Bí mật quốc gia đúng không Dịch? Trời ơi, có gì đâu mà chết. Kể cho em nghe đi, em giải quyết giùm cho. Trên đời này không có gì mà Phong không thể giải quyết được, đúng không mọi người? Ok. Đó, vậy bởi vậy cho nên là Dịch với Kairon cứ cởi đi để em giải quyết giùm cho. Chuyện gì? Ôi, không phải phát hiện Kairon bên đây. Cây. Thôi, cái này thì em không giải quyết được rồi. Thôi tạm biệt mọi người nha. Kết thúc video tới đây. Bye bye. Gì? Thôi Dịch ơi, em thấy là dù sao Phong Cận cũng gọi là trong tim của mình mà, giờ anh gọi là kể cho Phong Cận biết về sự thật đi gì ta. Để nhưng mà nếu mà em lộ bí mật này ra là con đấy nó sẽ kiếm em á. Nhưng kiếm gì? Kể bà đó, nó có biết làng mình đâu. Thôi nói lại cho Phong Cận biết đi. Bây giờ nè, hai người cứ kể đi để em giải quyết giùm cho. Kể đi, có chuyện gì? Trời ơi, dạo này tụi tôi đang nghe thông tin về mang máng về một cái con gọi là SCP 6987 gì, à, là gì 6978 gì đó, là con quái vật nó tên là quái vật đầu lo. Nó đang ở đâu đó trong gọi là cái làng Hero Team này á, người nghe nói nó còn ăn cóc, bắt cóc rồi ăn thịt trẻ em nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Quái vật đầu lo hả? Sao nghe quen quen ta? Hình như dạo gần đây cái con quái vật đầu lo SCP gì đó dạo này nó đang hot ở trên YouTube mấy bạn ơi. Mình thấy có nhiều người làm video về nó lắm nhưng mà không biết nó có thật hay không. Ủa, nhưng mà sao tự nhiên anh Dịch với Kairon sợ dữ ta? Đâu mình hỏi thử coi. Ủa mà hai người làm gì mà sợ con đó dữ vậy? Hôm bữa giờ người dân trong làng bảo là trong làng mình có tre bị mất tích đó. Nghe nói có con nào cao cao nữa cho nên là tụi tôi mới ngồi kể vô rồi sợ chết. À, hóa ra là hai người sợ con SCP đó hả? Trời ơi, con trai gì đâu mà đi sợ mấy con SCP. Với lại là mấy con SCP đó đâu biết là nó có thật hay không đâu. Có gì đâu mà sợ. Trời ơi. Gáy. Ok, có gì đâu mà gáy. Ôi mấy bạn ơi, mình nói với bạn nghe nè. Hôm nay mình mới nghĩ ra được một cái trò này vui nữa bạn ơi. Anh Dịch với lại là Kairon đang sợ cái con SCP đầu loa gì đó bạn. Thôi nhưng mà con đó nó làm gì mà có thật đâu. Mà hai người này cũng sợ nữa. Trời ơi, coi bộ hai người này cũng nhát gan ghê luôn á. Ok bạn ơi, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ gọi là thực hiện một cái màn tròn anh Dịch với lại Kairon bạn ơi. Đó, mà tròn là cách nào? Mình sẽ gọi là hóa thân thành con SCP đầu loa đó để mình tròn hai người này nha. Mình mới vừa kiếm được một con map rất là hay luôn về con SCP này. Bây giờ mình sẽ hóa thành con SCP và mình tròn hai người này nha bạn. Bảo đảm sẽ rất là hài luôn á. Ok, để mình xíu nha. Hai người ơi, tôi nói nghe nè. Đó, bây giờ nè, con SCP nó kinh khủng lắm. Cho nên em nghĩ rằng bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi tiêu diệt nó. Mọi người nghĩ sao, được không? Trời ơi, bây giờ tiêu diệt nó sao được, nó cao như vậy, nó tóm cái đầu anh mình, nó cạp luôn cái đầu sao?
Yên tâm đi, trời ơi, anh yên tâm đi. Cái con quái vật đó nó không thích ăn vịt quay đâu, cho nên nó không có bắt anh đâu, yên tâm. Bây giờ em với anh với lại Chiron nè, cùng nhau gọi là vào rừng bắt nó được không? Em có chuẩn bị súng với lại là vũ khí, áo giáp đồ đầy đủ hết, chịu không? Ok luôn, đi cầm cái cây bắn một cầu là bắn vô cái mỏ loa luôn nè. Đi ok, đó. Mình là con trai mà chơi đi lên. Đúng rồi, mình là con trai mà mình là nam nhi mà mình phải đi tiêu diệt con quái vật đó, đúng không mọi người? Ok, đi thôi nào. Ok, đẹp ơi, có trò vui rồi. Đi 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 đi. One hour later. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ là hiện tại là mình cùng với anh Dịch với lại Chiron đã xây một cái lều cắm trại ở trong khu rừng nè các bạn ơi. Và bọn mình sẽ ở trong khu rừng này để bọn mình canh con SCP đó nha. Ok ok, anh Dịch với Chiron, hai người thấy sao? Cú nhau ơi, sao sao dù nhau đi cắm trại giờ cái nơi tối này. Sao tự nhiên em tới đây em gung quá anh ạ. Có gì đâu mà rung, trời ơi mọi người nhát gan quá vậy. Bây giờ nè, em đã chuẩn bị cho mọi người áo giáp hết đây nè. Mặc áo giáp vô. Ok, mặc áo giáp vô nè. Rồi chuẩn bị cho mọi người thêm cả súng nữa. Đó, trời ơi đầy đủ mọi thứ luôn. Chúng ta có thể tiêu diệt được con SCP này. Có gì đâu mà mọi người phải sợ, trời ơi. Chúng này làm sao mà mình đâu có biết là giết nó được bằng súng hay không đâu trời. Trời ơi, con SCP đó là một con SCP đầu loa, cho nên là mình cứ dùng cái súng đó nè, mình ngắm vô cái đầu của nó mình bắn. Bùm 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 là bảo đảm là nó sẽ chết. Đó, anh yên tâm đi. Với lại em nói anh nghe nè, súng của mình là súng vô hạn mà, súng này đâu có tốn đạn đâu, bắn liên tục, bắn thoải mái, bắn vui chơi cũng được luôn nè. Đó không? Em bắn chết Chiron cho anh coi. Đó không? Bắn chết Chiron luôn cũng không sao luôn, ghê không? Đó, thấy không? Đó, thấy không? Súng này là full đạn luôn cho nên mọi người đừng có lo, hiểu không? Ok. Thế này đi về cu cho với cả Phong cận đi ra ngoài khá phá đi, anh ở nhà anh nấu cơm thôi, anh đi ngủ luôn anh. Ê anh ơi. Anh khôn quá. Dậy. Nấu cơm nè. Này thì nấu cơm nè. Anh khôn quá ha. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Cái khu rừng này là khu rừng của SCP mà anh kêu hai đứa em đi ra ngoài đó đi vòng. Em nói cho anh Việt nghe này, anh Việt là người lớn nhá, anh đã không bảo vệ được đàn em anh còn làm thế, bây giờ anh là phải là người đi ra ngoài bắt con SCP, còn em thì ở nhà đúng ngủ. Rồi mày nói đạo lý à, tào lao à, mê tính ra là hai đứa mày rủ tao đến đây mới bắt đi bỏ vệ, ai bỏ vệ ai, nó cặp đầu cỡ đôi luôn trời ơi. Thôi yên tâm đi, đừng có sợ mà, ở đây có Phong cận. Ở vậy đây anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài đó là SCP bắt anh nha anh. Nói đùa thôi, anh thì ra anh từ nãy giờ anh chỉ giấc thôi, mới có ba SCP này xuất hiện anh bắn bom rồi ra ma này cũng một qua làm sao đối diện với sóng gió cuộc đời. Ok, anh Dịch gáy bạn ơi, anh Dịch kêu là từ nãy giờ anh Dịch chỉ giả bộ sợ thôi chứ anh Dịch không có sợ bạn ơi. Rồi ok, không sợ thì thôi. Mà khoan đã, Dịch ơi, quay về đây. Bây giờ hai người canh cái lều trại đi, rồi nướng đồ ăn lên ăn đi. Em đi toilet cái, em mắc toilet quá. Ok, em đi toilet xíu nha. Toilet thì có SCP tụ cổ phong cận không? Ok bạn ơi. Mình chỉ giả vờ mình nói rằng là mình đi toilet vậy thôi, chứ thật ra là mình đã chuẩn bị hết tất cả đồ rồi bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng con SCP để cho anh Dịch với Chiron nha. Ok. Ở chỗ này nó có một cái hang động nữa bạn ơi. Đó, thì trong cái hang động này nó có một cái rương các bạn ơi, và trong cái rương đó nó có chứa một cái gọi là một cái mô hình có SCP, và chúng ta có thể sử dụng cái mô hình này để cho hai người đó nha. Ok, đây các bạn xem nè, đây chính là quả trứng để mặc cái bộ đồ mô hình nó vô nè. Đó, với lại là cái dàn loa của nó các bạn. Đó các bạn thấy không, đây trên tay của mình đang cầm là cái loa của con SCP đó các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ biến thành con SCP cho các bạn xem nha. Các bạn xem đây, chuẩn bị nè, 1 2 3 biến hình. Mấy bạn ơi, bạn coi mình nè. Mấy bạn thấy mình cao chưa? Trời ơi, mình cao ơi là cao luôn đó bạn ơi. Cái chân mình dài thòn lòn luôn đó. Ok, bây giờ mình đã biến thành con SCP nữa bạn ơi. Trời, nó cao đến nỗi mà mình không nhìn thấy được cái đầu của mình đâu luôn á bạn ơi. Trời ơi, cao gì đâu mà cao dữ á trời. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cho anh Dịch với Chiron nha. Không biết hai người đó mà nhìn thấy mình thì hai người đó sẽ như thế nào đây. Ok khoan, mình phải tìm cái chỗ đó mình núp trước đã, sau đó mình sẽ nhào ra bất ngờ bạn ơi. Ok. Ok, mình đã đi vòng ra đằng sau cái liều cắm trại nữa bạn ơi. Để mình xem có anh Dịch với Chiron đâu rồi. Dịch ơi, sao Phong cận lâu vậy quá Dịch? Trời, Phong cận nó đi lâu vậy hay là hôm nay sáng ra nó ăn cái bữa gì bữa bay Sammy nấu cho nó, giờ bia nó ôm to lét luôn rồi ta. Ở đây có cái cây gì đẹp quá anh Dịch. Cái gì vậy? Kệ sau lưng anh kìa, có cái cây gì đây bình thường mà, đâu theo cái gì đâu. Kệ sau lưng anh kìa. Ok, cái gì đâu, cái cây này dạ. Ủa sao cái cây này biết đi vậy anh? Ta là SCP đây. Đứng lại.
Em đi cứu tao, chạy đi cứu tao đi. Đứng lại, không được chạy. Chạy đâu cho khoét. Cái đòn, cái đòn ơi. Đi cho mình đi. Đi đi em ơi, chờ nó tan em ơi. Cái đòn ơi. Em cứu tao rồi, tôi anh em mình chia tay đi đây, cứu tao anh đi đây. Anh Dịch ơi, đứng lại, em thèm thịt Dịch lắm Dịch ơi. Đứng lại. Dịch không ngon đâu, mày tan tao đi, rồi sao chết luôn. Rồi, tao đã ăn được thịt Dịch rồi. Ok, cái đòn đâu? Chiron đâu rồi? Để ta đi kiếm Chiron coi. Chiron ơi, Chiron à. Chiron ăn thịt gà. Ở đây, thấy Chiron rồi. À, chạy. Chạy hả? Nó tát em vậy đó. Chạy nè. Chạy nè. Lấy bự như vậy nó cạp chết cả hai luôn sao cứu được? Ôi sao vậy? Ôi nhìn chạy lên cây được hay vậy? Ấy không thối lên cây thì sao được, mình phải tìm chỗ nào cao hơn nó là nó không bắt được mình à. Đó, mình chỗ này nó không bắt được mình luôn. Đó, leo. Đâu anh Dịch đâu? Ồ. À, leo đồ ha. Anh Dịch leo lên cây các bạn ơi. Ok, leo cây hả? Ok, leo lên cây hả? Anh nghĩ là em không leo được tới cây giống như anh sao? Hãy xem đây. Ấy. Cha. Ủa sao mình leo không được ta? Trời. Con này là con núp mà làm sao mà nó mới lên cây bắt anh được. Cú nhóc ơi, nhìn anh bất tử nè. Ghê chưa, À, leo cây được ha. Là dậy lên cho cô bo đó, dậy lên cho cô bo. Đi ơi, rồi anh em chạy ơi, chạy ơi, cùng chú bắt cô. Chạy hả, chạy làm sao mà kịp với lại SCP được, đứng lại. Không thoát được đâu. Chạy vô chú con cùng đi. Chạy nè. Chạy nè. Đứng lại. Ta đến với các người đây. Chạy đâu cho phép. Đi toàn vào con cùng đi, cú nhóc. Vô hang. À, vô hang rồi. Vô hang thì chết chắc rồi. Ba đi hang của nó ba. Vô hang thì chết chắc rồi. Vô hang nè, đứng lại. Cây đòn hả? Cây đòn hả? Đứng lại, cây đòn. Mình sẽ ăn thịt cây đòn trước bạn. Ok, rồi xong, cây đòn rồi. Nằm đóng luôn bạn ơi. Rồi xong, cây đòn đã bị thịt rồi. Tiếp theo sẽ là anh Mr. Dịch. À, anh Dịch cưỡi voi. À, chính là Dịch Bà Trưng. Dịch Bà Trưng hả? Làm sao mày giết được SCP phong cận được? Chạy nhanh lên bạn ơi. Chạy nhanh lên. Ở nhà ba mẹ nuôi, chạy đi. Chạy hả? Đứng lại. Chạy nè, ăn thịt con voi luôn. Trời ơi, tán con voi rồi. Đứng lại, mất tờ Dịch. Bấm cái đuôi roi lại, anh kéo đi nè. Bám vô. Kéo đi hả? Bám vô không được. Bây giờ đi, chết luôn con voi ơi. À, ăn thịt xong con voi bạn ơi. Giờ chuyển qua ăn thịt tiếp tục là còn là con Dịch nè. Ok, ăn thịt con Dịch luôn. Dịch nè. Ok, lấy cái vàng loa ra. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của ta, Chiron à. Chạy đi vui ơi, con này nó ghê quá, tao phong nó đi đâu đâu về vậy. Chạy đi, chạy hết đi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, mình đã gọi là hù được anh Dịch với Chiron nữa bạn ơi. Hai người đó chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Trời ơi là trời. Ok. Anh Dịch đâu rồi ta? Dịch ơi. Ủa anh Dịch đâu rồi trời? Chết. Bây giờ làm sao để mình biến lại thành người ta? Hình như mình đâu có biến lại thành người được đâu ta. Ơ chết rồi. À mà thôi không sao, kệ thôi, mình cứ sử dụng cái skin SCP này để mình chào mọi người luôn đi. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã biến thành SCP gọi là vàng loa nè. Bây giờ không, SCP này nó gọi là SCP gì ta? SCP đầu loa mới đúng. Đó, mình đã biến thành SCP đầu loa để mình cho anh Dịch với Chiron nữa bạn ơi. Thì mấy bạn có thấy con SCP này mạnh không nào? Có thấy con SCP này ghê không nào? Nếu bạn nào thấy ghê thấy mạnh thì đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, share nè, và nhớ mình đất subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch và Chiron để đăng kiếm hội cho hai người đó nữa nha. Ờ cái gì ai dám mắng tôi. À liu hả? Chạy hả Dịch láo hả Dịch chết đi. Ok, bye bye mọi người nha. Hai người này vẫn cố ý bắn mình mấy bạn ơi, hai người này láo thiệt. Ok, mình phải quay lại mình tiêu diệt hai người đó mới được. Rồi ok, tạm biệt mọi người nha.